Đợt 1 năm 2023, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, đánh giá trình Hội đồng Thẩm định và ban hành quyết định phê duyệt danh mục đề án và kinh phí hỗ trợ khuyến công 12 đề án với kinh phí hơn 1,7 tỷ đồng. Nhờ nguồn vốn khuyến công, các cơ sở sản xuất công nghiệp đã đầu tư mới, đầu tư mở rộng, hỗ trợ đầu tư máy móc thiết bị, dây chuyền công nghệ vào sản xuất, giúp cho các doanh nghiệp công nghiệp địa phương đẩy mạnh hiện đại hóa thiết bị theo hướng hiện đại. Bước đầu thì cũng có rất nhiều khó khăn nên được bên khuyến công tỉnh hỗ trợ để mà có cái máy CNC này phục vụ cho cái công nghệ khắc chạm trên gỗ thì nói chung là nó có lợi rất là nhiều mặt. Phải là gấp phải trên 10 lần làm tay. Hiệu quả đạt được từ hoạt động khuyến công đã tăng năng suất sản xuất 10 đến 30% và nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường. Lợi nhuận cũng tăng từ 10 đến 20%. Tuy nhiên, việc họ triển khai các đề án khuyến công quy mô lớn có sức lan tỏa trên thị trường là một trong những khó khăn của khuyến công Quảng Trị trong nhiều năm qua. Vì thế, cần khá nhiều giải pháp đồng bộ để tập trung khắc phục, tháo gỡ. Thời gian tới thì sở sẽ chỉ đạo Trung tâm Khuyến công tỉnh tiếp tục đẩy mạnh nội dung hỗ trợ xây dựng mô hình trình chiến kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến nhằm giúp các cơ sở công nghiệp nông thôn tạo ra được những sản phẩm tiêu biểu có chất lượng, có giá trị sử dụng cao và có khả năng cạnh tranh trên thị trường. Việc hỗ trợ doanh nghiệp là phải đảm bảo sự hài hòa gắn kết giữa hỗ trợ sản xuất và hỗ trợ tiêu thụ hàng hóa. Phải triển khai được nhiều hoạt động xúc tiến thị trường cho sản phẩm công nghiệp nông thôn nhằm giúp các cơ sở sản xuất của tỉnh tiếp cận thêm được nhiều thị trường tiêu thụ. Xác định công nghiệp nông thôn chiếm vị trí quan trọng trong cơ cấu của nền kinh tế, không chỉ trực tiếp góp phần vào sự phát triển của ngành công nghiệp nói chung mà còn giảm bớt sự chênh lệch về phát triển kinh tế xã hội giữa thành thị và nông thôn, giữa các địa phương, nhất là làm gia tăng tốc độ phát triển của nền kinh tế. Vì vậy, Quảng Trị đang tiếp tục tập trung xây dựng chương trình, đề án khuyến công cụ thể, phù hợp với điều kiện của địa phương và gắn với chương trình mỗi xã, một sản phẩm.